Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để là vượt iCloud cho cái những cái iPad 64 bit ATI cho cái iOS 11 trở lên các bạn ha. Từ iOS 10 chúng ta chỉ việc hạ 3G hoặc là phiên bản Wi-Fi, chúng ta chỉ việc đục ổ cứng đổi seri là chúng ta đã có thể ATI ok rồi. Nhưng mà lên iOS 11 thì Apple họ lock lại, nên chúng ta cần làm một cái thủ thuật nữa, đó là cần những cái nguyên liệu như ở trong cái video clip này các bạn ha. Rồi thì sau khi mà các bạn hạ về 3G, hạ về Wi-Fi đúng không? Hoặc là các bạn sẽ phải đục ổ cứng ra, và những cái iPad Wi-Fi chúng ta cũng sẽ bắt đầu chúng ta đục cái ổ cứng ra và chúng ta làm thêm cái thủ thuật nữa. Yêu cầu là các bạn biết sử dụng những cái tool hỗ trợ đổi ổ cứng rồi ha. iPad E2, iPad Pro gì đó nó đều có một cách làm y như nhau thôi, chỉ khác nhau và cái đế ổ cứng thôi các bạn ha. Rồi. Thì những cái cách mà để đọc cái ổ cứng này các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Những cách hướng dẫn sử dụng tool WL, sử dụng tool ACT á, hoặc là các bạn có thể sử dụng tool Navi các bạn cũng được. Rồi đầu tiên các bạn sẽ đục ổ cứng ra, sau đó các bạn sẽ read thông tin của cái ổ cứng đó và các bạn sẽ backup lại cái ổ cứng 64 bit á, các bạn backup lại thành một cái file và các bạn nhớ ghi chú ha. Ví dụ E2 các bạn ghi nó là E2 hoặc RAW để các bạn ghi chú nó là iPad RAW gì đó. Để sau này chúng ta lỡ những đục ổ cứng mà có chết thì chúng ta có thể lấy những cái file zin này chúng ta nạp vào lại. Rồi backup ra và lưu lại một nơi nào đó tùy mỗi người. Rồi sau khi backup rồi thì chúng ta sẽ chọn qua cái 32 bit để chúng ta hạ cái boot nó xuống thành 32 bit. Đây mình sẽ chọn là iPad 4 đi. Rồi sau khi thủ thuật hạ nó xuống thành công thì chúng ta chuyển qua 64 bit lại và chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ nạp lại cái file mà lúc nãy chúng ta backup á. Nạp lại, nếu mà các bạn mà không có nạp lại thì các bạn đổi seri nó vẫn ok thôi, nhưng mà nó sẽ bị cái lỗi là cảm biến xoay nó sẽ xoay lung tung, nó không có xoay đúng hoặc là nó đơ cảm biến xoay luôn. Rồi chúng ta nạp lại cái file chúng ta mới backup. Rồi sau khi nạp xong rồi chúng ta sẽ read lại một lần nữa để xem nó nạp ok chưa. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái thông tin của có là serial, rồi địa chỉ wifi và địa chỉ bluetooth của một cái máy iPad 32 bit, cũng ví dụ như iPad 2, iPad 3, iPad 4 và iPad mini 1 mà phiên bản Wi-Fi như các bạn phiên bản 3G không có được, hoặc là những cái máy nó làm iCloud rồi cũng không được. Các bạn sẽ nạp serial vào, xong rồi nạp địa chỉ Wi-Fi vào. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ nạp tiếp địa chỉ Bluetooth vào và chúng ta sẽ đóng cái ổ cứng này vào lại cho một cái máy mà cần làm iCloud á, và chúng ta restore lại chúng ta tiến hành ACT ATI được thôi. Thì cái số serial này các bạn có thể lấy trong những cái main chết á, hoặc là các bạn có thể sử dụng một serial để các bạn nhân bản ra, hoặc là hiện nay mình thấy là trên mạng ở bên Trung Quốc họ cũng có bán, ở Việt Nam mình cũng có nhiều người họ nhập về họ bán á, họ bán cái số series dùng để ATI cho cái iPad, những cái iPad 64 bit nè. Thì cái cách mà mình giới thiệu với bạn trên này thì sẽ thực hiện được cho những cái iPad như E2 nè, iPad 2017 nè, rồi iPad Pro nè, iPad Mini 4 rồi qua ha. Còn những chip mà nó nằm trên cái nền A7 á, thì sẽ có cái cách ATI riêng và sẽ có cái cách mà nạp những cái số serial đặc biệt á để ATI nó. Thì bây giờ cũng có những người họ bán rồi đó. Các bạn muốn làm thì các bạn cứ liên hệ, các bạn mua cái số serial đó thôi. Thì khi mà các bạn mua thì tự động họ sẽ hướng dẫn các bạn làm thôi đúng không? Thì chỗ người này không hướng dẫn thì các bạn đi mua ở chỗ người khác thôi, có gì đâu. Ví dụ chỗ này ông bán cái series 400 mà ông không hướng dẫn thì các bạn có thể mua những cái ông khác ông bán 600 ngày mà hướng dẫn đúng không? Những gì các bạn không mua bằng tiền các bạn có thể mua được bằng nhiều tiền hơn một xíu. Rồi thì khi mà các bạn lấy được cái số series đó về, các bạn có thể nhân bản ra, thì chúng ta sẽ mỗi người sẽ có một cách làm để đáp ứng về cái nhu cầu khách hàng ở mỗi khu vực chúng ta sống thôi đúng không? Còn không thì các bạn sẽ báo giá cao hơn một xíu và mỗi khách thì họ sẽ sử dụng một cái số series riêng, không có trùng nhau và cài allow không có bị dính nhau nữa. Các bạn nhớ ha, sau khi các bạn làm thì các bạn phải restore lại nha. Restore là chúng ta sẽ ATI lại bình thường thôi. Và tốt nhất là khi mà các bạn mua cái series rồi các bạn làm xong, các bạn nên nhập cái allow vô để tránh cái việc tranh cãi sau này. Rồi còn trường hợp nếu mà chúng ta đục cái ổ cứng ra mà xui cái ổ cứng nó chết rồi đó, chúng ta rít không có được á, thì các bạn cứ việc thay thế ổ cứng khác và các bạn lấy những cái file mà ngày trước các bạn đã rít ở một cái máy cùng model đó. Nếu không có thì các bạn có thể đi xin chứ có gì đâu, đúng không? Đi xin hoặc là mượn bạn bè gì đó để nạp vào rồi lưu lại thôi. Cách làm thì cũng tương tự như vậy thôi ha. Hoặc
Thì cái cách làm này nó cũng đã có lâu rồi, các bạn có rồi 2-3 tháng trước rồi. Nhưng mà ở thời điểm này á, thì cái series của mấy anh em họ nhập về họ bán nhiều á, nên cái giải pháp này nó tương đối là khả thi, một máy một series không có bị dính chùm gì hết. Nên mình làm cái clip này để chia sẻ các bạn cái cách làm, và cái clip cái mục đích cái clip này là nó mang đến cái thông tin là nói các bạn iPad hiện nay thì cũng đã làm được rồi, đúng không? Nếu mà nhiều bạn nào mà chưa biết đó, thì có thể chưa biết cái thông tin thôi, chứ thật ra thì nhiều người cũng đã biết làm cái cách này nhiều lắm rồi đó. Các bạn thấy không, mình sử dụng một cái số series này để mình nhân bản ra iPad Pro 12.9 và iPad Pro 10.5 rồi, và iPad Air 2 mình nhân bản ra để demo cho bạn xem, các bạn thấy không? Thật ra thì mỗi cái iPad các bạn nên sử dụng một cái số series cho nó an toàn ha. Rồi các bạn đừng lấy số series này nha, tại vì mình đã có cài iCloud rồi, nên các bạn lấy cái số series này các bạn làm thì nó sẽ dính iCloud á. Rồi còn cái clip này thì các bạn thấy không, nếu mà các bạn có được những cái main mà main chết á, main 32 bit chết, các bạn có thể đục cái ổ cứng ra, đục ổ cứng ra sau đó các bạn dùng cái bóc Navigator hoặc là những cái bóc nào mà các bạn có để các bạn đít cái thông tin ra, và các bạn tiến hành các bạn làm cho những cái máy các bạn cần làm thôi. Còn rồi còn cái trường hợp nếu như các bạn hạ về 32 bit rồi mà các bạn không có nạp lên những cái boot lại 64 bit, nạp lại cái file backup á, thì nó sẽ bị lỗi, các bạn thấy không, cảm biến xoay nó không hoạt động, hoặc là có những cái con rồ hoặc là những cái con nào mà nó khó đó, các bạn bỏ cho các bạn data, nó đâu cho data đâu đó, các bạn thấy không, cảm biến xoay hoạt động không có đúng, thì các bạn chỉ việc nếu mà quên đó, các bạn quên thì chỉ việc gỡ cứng ra và làm lại từ đầu giống như như ở ở cái clip đầu tiên mình làm thôi. Rồi như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip nữa đây, qua cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Thì về cái số serial mà các bạn muốn mua đó, các bạn cứ lên Google các bạn search cái từ khóa là bán số serial để hạ iLoud cho iPad là nó sẽ ra đầy thôi, và các bạn tìm cái nguồn nào uy tín thì các bạn mua.